JK Audio, nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, đó là cái chút bốt Denson bản 2019 mà bên Zicaro cung cấp tung ra thị trường, đã về với anh Phạm Phi Hùng, anh ở Quảng Ninh ạ. Vâng, anh có đặt cho mình một cái súp bốt Denson. Đây là bản được nâng cấp từ bản 2018 dòng, thuộc những dòng đen bóng và vân gỗ. Thì đây là bản bốt 2019 được nâng cấp lên rất là nhiều về công suất, về chất lượng linh kiện. Vâng, và bên em có tặng anh kèm dây jack V3m nhé, và một cái jack chuyển anh kết nối với lại cái máy nâng tiếng nhé. Và bên em tặng trên khách hàng cũng như anh Hùng một cái áo mưa được in hình logo của Zicaudio ạ. Vâng, bên em đang test cho anh trước khi gửi. Vâng, tiếng súp rất là hay, sâu, uy lực. Đây là dòng bass 30 đối đất mà cho chất âm lan tỏa 360 độ rất là hay. Và anh có cho bên em địa chỉ của nhà xe, thì bên em sẽ ship ra xe và chuyển xuống cho anh Quỳnh Linh sớm nhất nhé. Vâng, thì trước mặt đây ạ, vâng, đây là hai cái súp Boston, thì nữa bên em sẽ test cho một bác khách ở Hà Nam đây ạ. Vâng, cái dòng này bên em bán rất là nhiều nhân dịp trên khách hàng, và đây là sản phẩm phân khúc 330 gia đình dùng rất là tuyệt vời, giá thành hợp lý. Vâng, thì đây là súp của anh đang đánh đây ạ. Đây là nhà có súp anh nhá. Vâng, em tắt súp đi ạ. Vâng, đây nhà không súp, nó rất là mỏng. Đây súp bốt đây ạ. Ở bên em có dán tem công ty Zika đưa bảo hành trên 1 năm nhé, lỗi 1 được 1 trong tháng đầu. Đặc biệt là hàng này hàng bên em nhập khẩu Trung Quốc, đảm bảo chất lượng, chất trầm, được cải tạo rất là tốt và hay. Em bật lên ạ, rất sâu luôn ạ, bảo hành rất là mạnh. Vâng, đặc biệt là những cái dàn karaoke, những đôi loa 325, 350 mà nó không hỗ trợ được giải siêu trầm thì chúng ta nên hỗ trợ một cái cục xốp hỗ trợ bên ngoài, và để tái tạo cái giải siêu trầm tốt nhất, để tránh những trường hợp chúng ta tận dụng tối đa cái bát ở loa, nó rất hay gây hỏng cái màng bát. Vì thế chúng ta thêm trầm vào thì nghe nó được hay hơn, giải siêu trầm nó được hỗ trợ tốt hơn. Vâng, rất sâu luôn ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng bát đối đất này nó vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke và nghe nhạc bolero và DJ đều rất là tuyệt vời. Nó tích hợp tất cả trong cái trầm này, chúng ta có thể chơi đa phong cách, chơi các loại nhạc. Đặc biệt cái dòng support này được sơn sần, nó chống xước rất tốt, và đặc biệt là chống nước, nó trôi luôn ạ, chúng ta đổ nước lên nó trôi luôn, và là cái vượt trội so với cái dòng trên thị trường hiện nay, dòng support. Vâng, em đang lấy tín hiệu từ cái máy nâng tiếng, tôi đeo có tích mã là CB600. Đây là dòng sút điện, nó không ăn công suất, vì thế mà chúng ta có tín hiệu ra, chúng ta kết nối với súp là nó có thể chơi được rất là tiện lợi và kết nối khá là dễ dàng. Vâng, anh Hùng anh nghe được cái tiếng siêu trầm tái tạo bởi cái súp bốt Denson bản 2019 thì cực kỳ là hay, tiếng trầm sâu gọn uy lực, không bị vỡ tiếng, nghe như những dòng trầm sản xuất tại Việt Nam. Vâng, anh Phi Hùng nhé, hiện tại cái súp bốt Denson bản 2019 của anh hoạt động rất tốt ạ. Rồi, sau đây một lần nữa em thay mặt công ty chúc anh Hùng và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Sau đây xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ.